Tại sao nên tránh các loại dưỡng da chứa axit và retinoids à, để tránh lão hóa sớm về bạn? Bạn có dẫn chứng nguồn khoa học nào nói vậy không? Bạn có biết à, cuộc cách mạng à, vitamin để chống lão hóa da không? Cách mạng vitamin chống lão hóa da Việt Nam mình cứ bán thứ gì thì nó lại thành cách mạng với trả phép thuật trong khi retinol bị cấm hạn chế dùng cho mỹ phẩm tại châu Âu từ đời nào Google cơ chế chi tiết là tự vả vào mặt mình rồi chứ cách mạng cái gì còn cách mạng vitamin A cái cục kit ba cái media đưa tin giật tít mấy thành phần biết tí tiếng Anh lại phải nhao nhao lên thôi nó được dùng lâu 8 kiếp rồi bố ạ À, kể cả trên YouTube là từ 2010 rồi đấy và không phải clinic nào à, cũng dùng nó đâu vì nó cũng có hại nó cụ à, rốt lại thích khoe mặt cười he he hi hi gì đó mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà các bạn đã đến kênh để bình luận để tranh cãi là tại vì thực ra những cái tranh cãi như trên nó sẽ giúp cho kênh là tăng thêm được tương tác và nó sẽ không giúp ích được gì cho các bạn đâu mình cũng nói thật như vậy là tại vì cái chuyện là tranh cãi nó sẽ dễ gây gọi là kích ứng về mặt gọi là nóng giận rồi nó sẽ dễ gây là stress nhiều người còn gọi là bị nghiện tranh cãi tới cái mức là cảm thấy ức cảm thấy cay là không ngủ được nữa thì bạn sẽ dễ bị lão hóa sớm bạn sẽ dễ bị căng thẳng như thế thì nó không tốt cho sức khỏe của bạn một chút nào không ở đây phải là... nói rõ là nó không bị cấm mà người ta sẽ có sự hạn chế trong cái chuyện là hạn chế cái nồng độ của sản phẩm này trong những cái sản phẩm mỹ phẩm mà bạn có thể dễ dàng mua được ở ngoài quầy tiệm thuốc hay là những cái cửa hàng mỹ phẩm đó là với những sản phẩm mà bôi ở trên da mặt và bôi ở trên tay thì bạn cần phải có cái mức nồng độ retinol là dưới 0,3% còn những cái sản phẩm thuộc cái nhóm là bôi toàn thân body lotion thì phải có cái mức nồng độ retinol là dưới 0,05% và tại sao lại có sự hạn chế này là tại vì người ta ngăn chặn cái chuyện là bạn có thể có nguy cơ bị ngộ độc vitamin A, bị ngộ độc của là retinol hay là những những dẫn xuất vitamin A thuộc cái nhóm là retinoids thì ở đây mình phải nói rõ các bạn là cái quy định nó sinh ra nó đều dựa trên những cái nghiên cứu hay là những cái gọi là mối nguy mà cộng đồng nghiên cứu hay là cộng đồng những người làm chính sách người ta cảm thấy rằng là nó có thể xảy ra với những cái người tiêu dùng và sự hạn chế này thì sẽ bắt đầu được áp dụng ở một số nước châu Âu vào năm 2023 nhưng uh, các bạn cũng cần phải hiểu rằng là tại sao lại có những quy định như trên là tại vì người ta sẽ sợ những cái bạn và đặc biệt là tin vào cái cuộc cách mạng chống lão hóa da của retinol là sẽ dẫn tới cái chuyện là họ sẽ lạm dụng quá nhiều những cái sản phẩm này dẫn tới một cái tình trạng là quá nhiều vitamin A có thể dẫn tới ngộ độc khi bạn là sử dụng những sản phẩm mà có chứa retinol bôi lên mặt hay là bôi lên làn da của bạn thì retinol sẽ thấm vào và những cái hoạt chất này nó sẽ bám vào những cái thụ thể ở trong những cái tế bào dưới da và những cái tế bào da của bạn đặc biệt là keratinocyte thì sẽ được kích hoạt để gọi là đẩy mạnh cái quá trình sinh trưởng tăng sinh cũng như là những cái quá trình phân chia tế bào để nó tạo ra nhiều tế bào hơn và nhờ những cái quá trình này thì nó có thể thúc đẩy cái chuyện là à, gọi là có thể nói là đẩy ra những cái tế bào chết đẩy ra những cái tế bào hư và nhờ đó nó có những cái giá trị trong cái chuyện là có thể giúp bạn là hạn chế được nếp nhăn, khắc phục được tình trạng nhăn, khắc phục được những cái tình trạng mà tổn thương da đến từ mụn đến từ những cái gọi là rối loạn nào đó về mặt gọi là làn da bạn thì nó có những cái giá trị trong cái chuyện là giúp làn da bạn nhìn tươi trẻ hơn ở cái chuyện là cái làn da của bạn nó sẽ tăng sinh, nó sẽ gọi là uh, dễ bị kích ứng nhiều hơn. Tuy nhiên nó không có tăng viêm như là một bạn ở đây comment có thể là bạn gọi là hăng máu quá nên là bạn đã gọi là hiểu sai là bạn đã gọi là à, sồn sồn lên cũng như các bạn kia thôi thì bạn đã ghi những thông tin chưa được chính xác thì à, bản thân gọi là retinol thì nó có tác dụng chấm viêm và nó có tác dụng lên cái gọi là tuyến bã nhờn ở dưới làn da và nhờ những cái tác dụng như vậy thì nó có cái lợi ích trong cái chuyện là giúp bạn điều trị những cái tình trạng là bị mụn và đây là một sản phẩm mà nó có những cái giá trị như là à, có thể giúp làn da that. À, trẻ hóa này giúp làn da là bớt nhăn hay là giúp làn da là có thể là à, có được những cái tình trạng là bớt mụn hơn hay là khắc phục được những tình trạng mụn. Còn tại sao người ta lại cần hạn chế là tại vì cái chuyện mà sử dụng quá nhiều những sản phẩm này rất dễ gây tới cái tình trạng là bạn gọi là dễ bị ngộ độc vitamin A, dễ bị ngộ độc cái chuyện là có quá nhiều vitamin A nó không tốt cho cái sức khỏe kể cả là sức khỏe của làn da của bạn do làn da của bạn là dễ bị kích ứng hơn Làn da của bạn cũng dễ bị mẩn đỏ hơn, làn da của bạn cũng nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời và do đó nó có thể gây ra những cái tình trạng bệnh lý về mặt da rất là khó có thể khắc phục. Thậm chí thì nó có thể khiến da bạn khô hơn và cái tình trạng khô da đến từ cái chuyện là quá lạm dụng retinoid thì thậm chí nó còn gây ra những cái tình trạng rất là khó khắc phục sau này da bạn sẽ càng ngày càng yếu sẽ càng ngày càng khô và nó có những cái nguy cơ đến từ cái chuyện là tổn thương về mặt gan có thể gây ra sơ gan có thể gây ra cái chuyện là ảnh hưởng đến cái sức khỏe xương của bạn xương của bạn sẽ bị yếu hơn đặc biệt là khi bạn không nhận thức rõ về cái gọi là lợi ích cũng như là những cái nguy cơ đến từ một sản phẩm mà bạn cứ nghĩ rằng là nó là thần thánh nó là giúp bạn là có được một cái làn da cải lão hoàn đồng như những cái người diễn viên Hollywood hay là những cái người mà bạn rất là hâm mộ thì ở đây mình cũng phải nói rõ là những cái người ở trong showbiz những cái người nghệ sĩ nói chung họ có những cái dịch vụ chăm sóc da mà họ sử dụng thường xuyên hàng ngày hàng tuần và họ còn có được những người thuộc cái nhóm là facialist chuyên gia về gương mặt chuyên gia về da mặt chuyên gia chăm sóc da để họ có thể nhìn có một cái thần thái có một cái gương mặt luôn luôn rất là tươi trẻ rất là theo cái kiểu là thanh xuân thì ở đây mình phải nói rõ là các bạn sẽ không kiếm được một cái gương mặt như thế nếu các bạn chỉ dựa vào một cái niềm tin đến từ một cái sản phẩm mà được quảng bá nó giống như là một cái thuốc tiêm cho làn da mặt của các bạn thì không phải Và tất nhiên nếu các bạn muốn điều trị về da thì các bạn cũng cần tìm tới những cái chuyên gia về mặt da mặt những cái bác sĩ da liễu hay những cái cơ sở phòng khám để có có những cái liệu trình điều trị da cụ thể còn ở đây mình chỉ nói tới cái khía cạnh là bạn có thể dễ dàng mua những sản phẩm này hay áp dụng nó ở cái mức độ là tự mua tự áp dụng nó hay là tự thực hành ở trong đời sống như thế nào thôi và ở khía cạnh là sử dụng thông thường thì như bản thân vincent phù hợp với cái cơ địa hay là cái lựa chọn của mình thì mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà có cái nồng độ retinol ở mức đầu đó khoảng trăm thôi đó là những sản phẩm mà bôi trên mặt thôi và mình chỉ sử dụng mà trong những khoảng thời gian ngắn và tất nhiên là sẽ được khuyến khích là sử dụng vào buổi tối do là tránh cái chuyện ánh nắng mặt trời và trong cái quá trình sử dụng là từ hai đến bốn tuần đó thì mình cũng đồng thời là sử dụng thêm là kem chống nắng nếu mình đi ra ngoài trong cái điều kiện quá nắng nhưng ở đây thì mình cũng phải khuyên thật với các bạn là nó phải dựa trên một cái bộ khung lối sống ở trong cái chuyện là tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle ăn uống ngủ nghỉ để giúp bạn có được một cái sức khỏe kể cả là sức khỏe từ bên ngoài ngoài sức khỏe làn da được khỏe mạnh hơn chứ không phải là những cái sản phẩm mà thuộc cái nhóm là thêm vào như thế nó có thể là thay đổi nó có thể tạo ra cái điều kỳ diệu còn cũng có thể là có những cái thời điểm hay là có những cái gọi là vấn đề đến từ cơ địa đến từ những cái tình trạng ở bên trong thì có thể nó tạo ra những cái phần như là ở uh, nổi mộn hay những cái phần như là nhìn uh, chúng ta già hơn do cái tình trạng ở uh, trước đó là chúng ta gọi là uh, đã bừa bãi ở trong cái chuyện là giấc ngủ chẳng hạn hay là ở trong cái chuyện dinh dưỡng chẳng hạn thì à, trong cái thời gian chúng ta khắc phục những cái điểm lớn kia thì chúng ta có thể là có thêm những cái phần nào đó để giúp à, gọi là cái quá trình đó nó gọi là có thể tiến triển tốt hơn và chúng ta đạt được cái sự tự tin và trong cái thời đại này thì nói thật là cái vẻ ngoài của người đàn ông thì cũng cần phải để ý cũng cần phải chăm sóc cái đó là một cái yếu tố không có gì là sai cả và mình cũng khuyên thật các bạn nam là nếu các bạn muốn tìm hiểu về những cái chủ đề như trên thì các bạn cũng hãy mạnh dạn hay là hãy gọi là tự tin ở trong cái chuyện là đặt câu hỏi trong cái chuyện là sử dụng sản phẩm nào đó mà mình hiểu rõ để có thể là có được một cái vẻ ngoài tự tin hơn. Còn ở đây thì mình cũng phải nói một cái phần nữa trước khi mà kết thúc lại video này đó là liên quan đến cái chuyện là chống lão hóa thì luôn luôn có hai phần là chống lão hóa từ bên trong và chống lão hóa từ bên ngoài hay là nhắc tới lão hóa thì ngoài cái chống lão hóa toàn diện cơ thể thì nó luôn có một cái phần là skin aging tức là lão hóa về làn da là tại vì những yếu tố bên ngoài là những yếu tố mà người ta sẽ nhìn thấy trước và chúng ta ta cũng thường sẽ cảm thấy là kém tự tin hay cảm thấy là à, chúng ta cần à, phải có cái sự lo lắng về những yếu tố bên ngoài đó nhiều hơn ở bên trong nhưng ở đây thì mình luôn khuyến khích các bạn là hãy tìm hiểu vấn đề là ở à, một cái khía cạnh là toàn diện hơn để các bạn có thể trẻ trung sung sức từ bên trong hơn còn chắc chắn rồi nếu bạn ở trong cái tình trạng làn da của các bạn ở trong cái tình trạng vẻ ngoài các bạn mà các bạn cần phải có những cái sự cải thiện những sự nâng cấp thì các bạn hãy à, cũng hãy tìm cách để có được những kiến thức để gọi là có thể tác động toàn diện hơn có thể tìm hiểu đúng những cái sản phẩm nào đó mà nó hữu ích với bản thân thôi và mỗi người mỗi trường hợp là khác nhau cũng mong cái video này đã giúp bạn có được những kiến thức hữu ích và nếu các bạn có câu hỏi nào thì hãy mạnh dạn đặt câu hỏi bên dưới Vincent sẽ trả lời các bạn hoặc là làm những cái live stream làm những cái video để giải thích thêm rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video đừng quên like, share, subscribe nếu bạn chưa subscribe ủng hộ kênh để lại ý kiến của bạn ở bên dưới và bên sẽ sớm trở lại trong những video tiếp theo. Rất là cảm ơn mọi người.